Thưa quý vị, phát triển khu công nghiệp vẫn được nhìn nhận như là một kênh đầu tư hấp dẫn và tạo ra tiềm năng đón sóng đầu tư từ các doanh nghiệp nước ngoài. Hiện cả nước có 313 khu công nghiệp với tổng diện tích đất tự nhiên là hơn 88.000 ha. Trong đó thì diện tích đất có thể cho thuê đạt 60.000 ha, chiếm khoảng 68% tổng diện tích đất tự nhiên. Tuy nhiên, trên thực tế thì vẫn có không ít khu công nghiệp, dù cơ sở hạ tầng đã hoàn chỉnh nhưng không thu hút được lượng doanh nghiệp đầu tư vào như kỳ vọng. Và ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình Điểu 24 giờ. Thưa quý vị và các bạn, được thành lập vào năm 1995 và kỳ vọng trở thành một khu công nghiệp đa ngành, ít gây ô nhiễm môi trường. Nhưng sau nhiều năm thì nơi đây chỉ mới lấp đầy được khoảng 40%, còn lại vẫn bỏ hoang, cỏ mọc tùm như thế này. Phát triển công nghiệp sạch, công nghệ cao, xây dựng khu công nghiệp có dịch vụ hoàn hảo. Đó từng là những mỹ từ được gắn cho khu công nghiệp Hà Nội Đài Tư khi thành lập cách đây hơn chục năm. Ở thời điểm ấy, đây là khu công nghiệp duy nhất ở Hà Nội được đầu tư bằng 100% vốn nước ngoài với tổng vốn 12 triệu đô la Mỹ. Song tới nay, số doanh nghiệp lấp đầy chưa được một nửa. Cho nên, khu công nghiệp này đã được chuyển đổi thành khu đô thị. Từ câu chuyện của khu công nghiệp Hà Nội Đài Tư, nhìn rộng ra có thể thấy cơ sở hạ tầng đồng bộ chỉ là điều kiện cần chứ không phải nhân tố quyết định thu hút các nhà đầu tư. Trước đây khi tính đến việc đầu tư nhà máy tại Bắc Ninh, chúng tôi rất băn khoăn không biết liệu các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong ngành điện tử công nghệ cao chúng tôi cần thì có doanh nghiệp nào đáp ứng được không. Nhưng như các bạn thấy đấy, giờ thì chúng tôi rất yên tâm hoạt động vì lãnh đạo tỉnh đã có nhiều chính sách thu hút các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Khi chúng tôi cần vào bao bì sản phẩm, chúng tôi có ngay doanh nghiệp đáp ứng. Đến nay, cả nước có hơn 200 khu công nghiệp đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên gần 60.000 ha và 95 khu công nghiệp đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng. Riêng các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt gần 70%. Như vậy, vấn đề chính được các chuyên gia chỉ ra, đó chính là vấn đề chia sẻ lợi ích cũng như tạo ra được mối liên kết giữa doanh nghiệp, chính quyền và chủ đầu tư khu công nghiệp. Từ chính các cái chủ đầu tư cần phải làm sao mà tạo ra những cái khu công nghiệp và với cái hạ tầng nó tốt và giá cả là phải chăng. Và bên cạnh đó thì cái nỗ lực của các cái chính quyền địa phương trong việc là xây dựng, kết nối các cái đầu mối giao thông, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư người ta sản xuất và người ta lưu thông hàng hóa xuất cảng một cách thuận lợi. Bản thân cũng là sự chia sẻ đấy giữa cái ông chủ dự án cái khu công nghiệp ấy. Anh làm được khu công nghiệp rồi và sau anh đưa cho người ta cho giá thuê để khai thác mà anh chưa thích hợp, người ta không có lợi thằng nào. Bài toán lợi ích lại một lần nữa được đặt ra trong việc phát triển bất động sản khu công nghiệp. Việc xây dựng một khu công nghiệp với hệ thống hoàn chỉnh chỉ là yếu tố ban đầu chứ không phải yếu tố chính để giữ chân các nhà đầu tư. Một khi mà vấn đề tiền thuê đất, sự kết nối với sân bay, cảng biển cũng như xây dựng các doanh nghiệp phụ trợ còn bị xem nhẹ thì sẽ không còn ít những nơi như khu công nghiệp Hà Nội Đài Tư.